Công ty điện tử Hành Luyến, công ty Audio Hành Luyến xin trân trọng kính chào đến tất cả các bác, anh chị, các bạn và các em nhé. Hôm nay buổi sáng thứ bảy ngày 3/3/2018 là một buổi sáng mà gần như các cơ quan nhà nước được nghỉ. Các bác anh chị có thời gian được chăm sóc gia đình, được gần gũi vợ con, rồi gần gũi người thân quen của mình, được đi picnic du lịch, vân vân. Và mùa sáng thứ bảy của mùa xuân của sự sống, mùa xuân của sự tươi trẻ, mùa xuân của sự phát triển và mùa xuân của sự yêu thương. Như nhà thơ Tô Hữu đã nói rất nhiều ca ngợi về mùa xuân, có một mùa xuân nho nhỏ. Và mùa xuân hôm nay thì lại có một chú bé Hành Luyến đến từ mùa xuân của năm 2018 sẽ mang lời ca, ý nhạc đến cho đời, cho người, để làm sao cuộc sống giảm những áp lực sau những công việc, những ngày tháng vất vả. Thì mùa xuân nay có chú bé Hành Luyến sẽ mang đến tất cả thiết bị âm thanh để phục vụ tất cả các bác đam mê âm thanh, yêu ca hát và thích nghe nhạc. Và đôi loa có tên là đôi loa JBL. Anh sẽ test thật kỹ cho bác Hà Thiên Gia Trí, có địa chỉ tổ 15, khu phố Củ Xá, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Bác hãy đặt từ công ty điều hành Nguyễn một đôi loa JBL từ leo bát 30 chiếc cái titan. Thì đây một dòng loa và dòng từ mà Hành Luyến luôn luôn nói và nhắc nhở đến các bác, đó là dòng loa có một chất từ quý trọng, từ đặc biệt, phải có những công ty, phải có những công ty có đủ năng lực về âm thanh với có thể sản xuất được những dòng từ leo. Từ leo mà dòng từ không to, không nặng nhưng có lực từ mạnh và có khả năng truyền tải được tất cả hệ thống đèn equalizer từ 20Hz đến 20kg một cách xuất sắc nhất, từ những sợi tần yếu nhất, nhỏ nhất, lu mờ nhất nhưng mà được truyền tải vào đôi loa JBL có thể làm nó sáng lên, nó hay hơn, nó trong sạch hơn, nó uy lực hơn, sâu sắc hơn, ngọt ngào hơn, róc rách nhẹ tan, tan biến hơn. Thì đây chính là hiện diện của đôi loa JBL từ leo, có nguồn gốc xuất xứ từ Mỹ và được nước thứ ba sản xuất, đó là Trung Quốc. Thì đôi loa JBL từ leo đã khẳng định được đẳng cấp của mình trên thị trường quốc tế nói chung cũng như thị trường Việt Nam nói riêng. Và đôi loa JBL từ leo bát 30 này là đôi loa mới tinh, nhập khẩu nguyên khối nguyên chiếc và đã chinh phục, làm đốn đổ và làm cho nhiều trái tim phải vỡ vụn ra khi được sở hữu đôi loa từ leo này. Một chất âm nó hết sức là trong sáng, hay uy lực. Thì bác Hà Thiên Gia Trí là một cán bộ nhà nước, bác ấy ngoài công việc ra bác rất thích, đam mê âm thanh và yêu ca hát. Theo quy luật của loài người thì khi đẻ ra thì người ta cất tiếng khóc chào đời, nhưng bác Hà Thiên Gia Trí khi sinh ra đã cất tiếng hát chào đời. Đó là một sự đặc biệt, một sự khác biệt so với những quy luật của con người. Thì bác vẫn duy trì và phát huy được cái niềm đam mê, sở thích cũng như là thói quen nghe nhạc của mình. Có âm nhạc sẽ có tình người, có âm nhạc sẽ có sự gần gũi, có âm nhạc sẽ là động lực thúc đẩy con người ta hướng tới chân thiện và mỹ, vân vân. Thì bác Hà Thiên Gia Trí đã lấy cái bể hành âm thanh hành rất nhiều loa DK và loa, để bác tiếp tục bổ sung một đôi loa JBL để bác kết hợp hai dòng loa quý độc, một dòng loa cho chất âm hết sức uy lực, mạnh mẽ, âm thanh sức mạnh, một đôi loa róc rách nhẹ tan tan biến mềm và trong sạch. Thì đây chính hiện diện đôi loa JBL từ leo bát 30 chất kèm nhẹ tan, dòng từ quý độc cao cấp mà Hành Luyến sẽ gửi tới bác Hà Thiên Gia Trí. Đây là chính là hiện diện cho phái đẹp và sự trong sáng của một đôi loa JBL từ leo. Thay mặt công ty em xin kính chúc bác Hà Thiên Gia Trí cũng như gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, an lành và thành công cuộc sống, và tiếp tục thực hiện được và làm tròn được niềm đam mê âm thanh và yêu ca của bác. Đôi loa JBL từ leo bát 50 sẽ làm thỏa mãn sự khát vọng và đam mê âm thanh của bác. Một nữa xin chào thân ái và kính chúc bác luôn thành công, hạnh phúc.